Anh, mấy hôm nữa sinh nhật em, anh mua cho em cái điện thoại mới nhá. Em chán cái điện thoại này lắm rồi. Vẫn thấy đọc báo nghe đài mượt ghê đấy thôi. Dùng đồ ốm này cũng mấy năm rồi, phải cho người ta thay cái mới chứ. Vẫn sử dụng bình thường thì làm sao phải thay. Anh keyboard kiệt xỉn nó vừa phải thôi. Người ta thì iPhone 14, 15, chụp ảnh căng đét đứng nằm vẫn duyên. Máy này chụp nhìn như con điên ấy. Ở đâu thì phải âu đấy, mình nghèo thì phải sống theo kiểu người nghèo. So bì làm sao được với người ta. Suy nghĩ như anh thì suốt đời lầm lũi ở vũng bùn thôi. Cầm cái điện thoại ba bốn mắt, nó hoành tá tràng bước đi cũng tự tin hẳn. Điện thoại cũng chỉ để liên lạc giải trí, nó chẳng quyết định gì tới giá trị của một con người. Anh có biết là mỗi khi đi chơi với bạn bè bỏ cái con cục gạch này ra, tôi xấu hổ lắm không? Mấy hôm nữa mua cho em cái iPhone 13 nhá. Em có biết là mấy tấn thóc không? Lúc nào cũng thóc với lúa thì bao giờ mới khá được hả anh? Chạy theo công nghệ, chạy theo mốt thì mệt lắm. Mua cái gì cũng phải dựa trên mục đích sử dụng của mình. Bây giờ bỏ ra mấy chục củ mua cái điện thoại chỉ để cho nó oai thôi thì lãng phí lắm. Đúng là cái đồ keyboard kiệt sĩ. Yêu đương gì nữa, thôi nghỉ. Tùy em thôi. Chúc em sớm gặp được người chiều chuộng em đến tận răng, mua cho em đủ thứ mà em hằng ước ao. Trả dép bố về. Giá. Điện thoại xịn sò thế, 45 mắt cơ đấy. Mà dạo này phát tướng ghê, bụng cứ như lý trưởng ấy nhỉ. Phát tướng gì đâu, cái thằng bỏ mẹ làng bên nó tặng em cái điện thoại rồi nó xui dại em ăn khoai nướng. Được cái nọ thì phải mất cái chai chứ, đời chẳng cho không ai cái gì đâu.